một cái nâu đi. Nấu gì? Cơm. Lon cái gì? Lon hả? Lon mấy à? Chị quên vụ mà cơm mấy nữa. Quên vụ có hộp cơm đó đó. Cái nào trứng không luôn nghe khách ơi. Quán gáo hay không? Gáo quá, gáo lên. Gọi hả? Gọi đó. Nãy thấy đang làm gì đó. Gáo phí 220 cho tiền cá giá. Làm sẵn luôn. Cá nâu mới về cho cả nhà ơi. Ký 220 tặng kèm trái giác luôn. Đây, mới về đang làm đây. Mua về là chỉ cần chế biến nữa là ăn thôi, khỏi cần làm. Mới làm xong một con trứng không luôn đây. Trứng coi nè, ra trứng từng con luôn. Đèn hộp như vậy cái hồi như con chín chục ký tương hợp. Ký một cha 200. Đây em có cá hồi về kèm luôn, cá hồi dây cá hồi nha. 1 kg 200, còn này là mắm guốc. Hủ nhiêu? Hủ trăm ba. Dây cá hồi ướp một nắng muối ớt chiên ngon rất là ngon nha mọi người. Trời số cá luôn tài tào đó dơ lên con. Ừ đó, dơ lên chừng năm đó. Thôi tanh lắm con ơi, bỏ xuống tanh lắm. Để nãy nhảy thùng này như nè. Quay để nhảy thùng nãy vậy á. Đi gà. Ơi khổ vô. Khổ quá mà. Đi ra đây rửa tay. Biết tàu về, cá về là tàu bỏ ốc nhảy luôn.
Rồi đi vô. Không có bóc nữa. Thả lại. Ai ăn cho em số điện thoại địa chỉ nha, em làm xong em đi giao luôn nha. Nhiệt tình không? Thôi con, thôi con. Thôi bỏ xuống. Không. Không. Cười cái này. Cười. Trứng không luôn nha. Dơ vô anh tài phủi cho gì đây. Để đây con, đừng có lấy. Trứng quá trời trứng quá.
Thường nha, thở thôi đó. Tạo bao nhiêu cá đi con, bán con ai tính tiền tối uống cà phê sữa con. Vô vô kiếm ông ông gì chưa? Ông đi dữ vậy hả? Trời vậy nha. Biết kiếm ai hỏi thăm ai. Đồng bán gì có mấy ký mà cá chục ký á con. Cái này nó mắc. Cái này cái gì? Cá nâu bán hàng chục ký, trong này còn trong này phân nửa nữa mà. Cá này kho ăn là không hiểu gì. Út rồi này đổ suối luôn hả? Để lại con, để lại đi lấy mà dẹp cho. Về đi, để tối về đang chửi nó tiếp bả kìa. Về đang chửi nó tiếp bả kìa.
Cái gần xong rồi khách ơi, ai ăn nha, cho em số điện thoại em giao luôn nha. Cá bao tươi bao trứng luôn, tặng kèm theo cái giác luôn, làm sạch sẽ. Cái gì? Chị bài nó xin. Xin gì? Ờ lấy vô đây. Cái nào? Cái lấy cái hộp bự, hộp hộp nguyên á cho nó đi. Hộp kia mình để mình ăn. Nâu đi, cái nâu đi. Hồng ơi. Hồng ơi. Lấy cái máy của anh nhiều quá Hồng. Để đâu? Ổng cầm ở bển đó. Ổng để cho mình, ổng hay là dưới gì đâu, không có để dưới ấy đâu. Lấy ra đây mở khóa quay của ổng lên. Tám tám sáu sáu, mở lên đi, quay vô trực tiếp luôn. Hai máy luôn. Trời ơi, cá ngon quá đi. Ổng đâu? Gì? Ổng gì nữa? Vô Facebook á. Vô trực tiếp. Của chị hả? À, của ổng á. Phát của ổng luôn. Phát trong cộng đồng của quá, phát của ổng luôn, rồi ra ông máy ổng luôn. Cá nâu đi khách ơi, 1 ký có 220 thôi, cá bao tươi bao trứng luôn. Gì? Ủa ông giấu đâu thấy được chị? Giấu gì? Chữ lai chim cũng đâu vậy? Trời hú cái điện thoại lên cho hú. Điện thoại tôi hú lên, mũi tôi nó không thân rồi. À cho cộng đồng á. Rồi bấm sao? Rau bấm gì, bấm chữ gì? Rồi giờ rau thôi, khỏi bấm chữ gì trơn á, rau lại đi. À, mở lên rau, thôi. Ai chưa có đồ ăn cơm, nhắn em xếp cá luôn, làm sạch sẽ luôn. Tặng kèm chế giác luôn, đem về chỉ chế biến thôi. Kho lạc lạc, bỏ lên cái lò ga, để cho nó nóng nóng, nhúng bông súng ăn hay nhậu một cái thì nhức nách luôn. Đây trứng quá trời trứng luôn. Nướng kho nấu canh chua gì cũng ngon hết. Để hai máy cặp bên dưới nha, rồi đi tắm đi, rồi để xác những dưới máy này nè. Chê đậu máy. Rồi cá đi anh chị ơi. Cá vuông bên Cà Mau ở nhà bắt nha, mới gửi qua tới luôn. Tiếp tới nhà luôn. Cái việc là chế biến thôi, làm sạch hết rồi. Quả trời trứng luôn.
bao ngon luôn. Dạ em ở chợ Dương Đông nha chị ơi. Em phi ship khu vực Dương Đông luôn. Ai ăn cho em số điện thoại với địa chỉ nha, em giao tới chỗ luôn nha. Cần kèm cái giá. Cá vuông bao béo, bao tươi, bao trứng luôn. Cá biển hay cá đồng? Cá này là cá nước ngọt nha chị, cá ở bên Cà Mau nha chị. Ăn nó không bị phong gì hết, ăn là bao ngon luôn. Cá vuông bắt cho nên là béo dữ lắm luôn. Trứng quá trời trứng luôn. Cá này là cá nâu nha anh Quang Vũ ơi. Cá nâu Cà Mau nha anh. Dạ 1 kg 220 nha là Hoàng Quy ơi, em làm sẵn như vậy em tặng kèm trái giác luôn nha. Coi trái giác ngon lắm. À, cá này 4 con 1 kg nha anh Hoàng Quy ơi. Con 1 kg mà chỉ có 220 thôi nha anh. Em làm sẵn sạch sẽ hết nha. Ở đây người ta bán không có giá 220 đâu nha. Rồi anh Hoàng Quy cho em địa chỉ với số điện thoại nha, làm xong em giao luôn nha anh. Rồi ơi. Cứu, cứu ai cứu không? Rồi Hoàng Quy cho em số điện thoại với địa chỉ nha, xong là em giao liền nha, cá còn tươi luôn. No 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 no. Rồi xong hết luôn rồi. Rồi ok chị. Địa chỉ ở đường nào đi chị ơi? Cá ngon quá con, đưa tài. Nhảy tắm đi Hồng ơi. Ra đây trả lời đi, nghỉ tắm đi.
300k. Ok chị, 300k rồi, được cách mạng tháng 8. Rồi làm xong em giao nha chị Nguyễn Thị Khánh Giang. Một ký 318 Nguyễn Trung Trực. Anh thường thì nó cái này là 4 con một ký đó nghe Nguyễn Thị Khánh Giang. Rồi ok kỹ kia chị Kim Hồng. Hảo Nguyễn Văn mua một ký cá cây. Ủng hộ em Út đó cây. Làm xong em giao nha Hoàng Quy ơi. Còn tầm mấy con nữa xong rồi em giao nha. Dung Bích, một ký bao nhiêu? Một ký 220 nha chị, làm sạch sẽ kèm trái giác luôn nha chị Dung Bích ơi. Lòi trứng luôn rồi chị. Đây. Trứng cỡ này đây nè, bao ngon luôn, cá vuông nha. Ở đây nếu mua là không có giá 220 đâu nha. Chửi không? Chửi sao? Bây giờ muốn mua mấy là muốn nè. Đi vô phòng đi. Máy của ổng không mà máy mình không mà tối. Chửi. Chốt đi gà lát thiếu cá ở đâu chứ chị. Con này cực khổ vậy thôi tao quay lại. Thế mệt không? Hay là đây. Thôi máy đó đi. Tại vì máy đó không ai ấy. Mà nói cái gì đắt đai với gì. Hồi nãy ai đặt dân 115 dặn đạo đó. Bà già quán. Ừ, thì nói khúc đó đó. Ừ. Thức dậy giao cá cho ơi. Rồi, khách ăn cho em số điện thoại với địa chỉ. Cần xong rồi em giao luôn nha, cho tươi nha. Đây, trứng đây. Béo ngậy luôn. Ôi con nào con nấy hả. Cá này 4 con ký, 1 ký 220 tặng kèm trái giác nha. Làm sạch sẽ luôn. Chị Dung Bích có ăn cho em số điện thoại với địa chỉ luôn nghe chị Dung Bích ơi. Vô mời Liêm Nguyễn rồi vô coi. Mời nào. Cái Liêm Nguyễn rồi vô mời á, vô mời chứ. Cái gì vậy? Mời á, ai mời được coi mà. Không coi, không anh không coi, bắt coi. Cá quá trời trứng luôn. Này của ổng hả vậy? Không. Ổng Liêm không có giấu gì. Cá nâu đi anh Chinh Châu ơi. Cá nâu bao ngon luôn nè. Béo ngậy luôn. Trứng không.
Cái là chị Dung bích chưa? Rồi. Đây cả nhà em đây. Kéo lên này, kéo lên. Bích ngọt. Mấy chế ăn cho em số điện thoại em giao luôn nha mấy chế ơi. Một ký 220 nha chị Lê Phương ơi. Rồi cho em địa chỉ luôn nha chị, bao nhiêu chị ơi. Cho em hỏi nếu em đặt cá. Nè, nếu cá này á đây nè. Nguyễn Loan ơi, cái này nếu mà đặt thì em chuyển thẳng từ Cà Mau lên Bình Dương cho chị luôn nha. Em khỏi chuyển về đây. Rồi chị muốn đặt khô gì thì em chuyển riêng cho chị nha. Nguyễn Loan, Nguyễn Logic chứ không phải Nguyễn Loan lộn. Anh ơi, anh Hồ. Đi lấy xe nhà người đẹp. À. Giao tàu, giao nhà cho bà đi. Chị Lê Phương ơi, lấy nhiều vậy chị ơi? Gì vậy chị? Cá khác là cái gì? Nguyễn Louis. Hồng ơi, kiểm tra giấy tờ trong cốp nha. Chú bóp chị dở ra coi giấy tờ chống còn không là được chị. À, cá nục ba thú là chị mua cá tươi hay gì chị? Cá tươi hay là khô vậy chị ơi? Rồi cá tươi chị để đi rồi tối em trả lời cho chị nha chị. Để em hỏi coi xe có đi tuyến thẳng không, tuyến thẳng thì em gửi cho nha. Em ở Phú Quốc nha chị. Rồi mấy chế ơi, cá em làm gần xong rồi nè, ai ăn cho em số điện thoại với địa chỉ em giao luôn nha. Cá nhà em là cá vuông ở nhà nha, thành ra bao ngon bao béo luôn. Chị Lê Phương à, nãy lấy nhiêu ký gì á cho em biết nha chị, cho em địa chỉ cụ thể luôn nha chị.
Đây cá trứng đây, bao trứng từng con luôn nghe mấy chế ơi. Cá này ở đây không ai bán giá này đâu nha. Giá cá nâu 220 một ký nha Đi Nguyễn ơi. Di Nguyễn ơi. 220 một ký em làm sạch sẽ, có tặng kèm trái giác để kho luôn. Chị Kiều Loan ơi, cá này là cá nâu ở Cà Mau nha chị. Cá này là nhà cá vuông nhà em, bao trứng bao tươi luôn. Cá nâu 220 một ký làm sạch luôn nha chị Hà Hồ ơi. Cá này là cá vuông thiên nhiên nha, không phải là cá nuôi nha. Chị Kiều Loan ơi, cá này mình kho trái giá, kho lạc lạc á, mình chấm rau hoặc là mình nướng nó canh chua vẫn ngon luôn nha chị. Tại cá trứng không mà chị. Cá nâu đi cả nhà ơi. Đây trứng đây, bao trứng từng con luôn, không trứng trả lại cho em nha. Cá bao tươi bao trứng nha. Ai ăn cho em số điện thoại địa chỉ em giao liền nha. Chị Trang Phạm ơi, 1 ký 220 em làm sẵn nha chị, em làm sạch sẽ luôn, tặng kèm trái giá.
Chị Hoàng Gấm ơi, em ở Dương Đông nha chị. Nguyễn Gấm. Nguyễn Gấm em ở Dương Đông nha chị. Ai ở khu vực Dương Đông có ăn là em ship miễn phí luôn nha. Miễn phí ship nha. Đây cả nhà em đây, trứng đây. Con nào cũng có trứng hết. Em làm xong là em giao liền nha mấy chế ơi. Ăn xong rồi nha mấy chế ơi, em chuẩn bị giao nha. Ai ăn à, cho em số điện thoại với địa chỉ nha. 220 một ký, làm sạch sẽ kèm chế giác luôn nha. Cá nhà em là cá vuông nha, cá vuông thiên nhiên chứ không phải cá nuôi nha, bao ngon. Bao béo luôn nha. Wow, cá trứng không luôn. Rồi mấy chị ơi, xong nha mấy chị ơi, có ăn rồi cho em số điện thoại địa chỉ em giao luôn nha. 220k một ký. Bình Thanh ơi, cái này không phải cá chim nha. Cái này là con cá nâu nha. Một ký 220 em làm sẵn nha. Hà Thái rồi, một ký cho em xin số điện thoại với địa chỉ nha Hà Thái ơi. Tắt like là em đi ship liền nha. Hà Thái ơi, cho em số điện thoại với địa chỉ nha. Rồi ok Hà Thái, em xong là em giao liền này nha.
Em rửa cái là em rửa sạch sẽ là em năm cân xong em đi giao nha. Rồi mấy chế nào ăn cho em số điện thoại với địa chỉ luôn nha, sẵn em giao luôn nha. Đinh Quỳnh Hiệp, cá này là cá nâu nha anh. Cá này là cá nâu Cà Mau nha, nhà cá nâu vuông nha. Bao trứng bao tươi luôn. Thảo Nguyên ơi, 1 kg 220 em làm sạch sẽ em tặng kèm thấy trái giác nha. Anh chị nào ăn kèm số điện thoại giao liền nha. Giao liền kịp ăn cơm chiều luôn nha. Giờ rửa xong á là em giao đó nha. Thái em ơi, cá này là cá nâu Cà Mau nha chị. Cá nâu Cà Mau, cá tươi, bao trứng luôn nha chị ơi. Dạ cá này 1 kg, cá nâu 1 kg 220 em làm sạch nha. Em làm sẵn em tặng kèm giấy giác luôn nha. Em miễn xếp khu vực Dương Đông luôn. Đây cá nhà em đây, trứng không luôn. Rồi mấy chế có ăn cho em số điện thoại với địa chỉ em đi giao liền nha. Kịp ăn cơm chiều luôn. 220k 1 kg tặng kèm trái giác, em làm sạch sẽ luôn. Nếu mà mình mua ở ngoài chợ, mà ngoài chợ chắc không có đâu, ai có đem qua đây bán cũng không có giá 220 đâu nha. Cá này là cá nhà nên em bán rẻ nha. Chồng ơi, về chưa? Ấy rồi, rồi chưa? Ông nhiều về chưa? Đâu vậy? Chồng ơi, đi lấy căn, lấy bọc chứ, lấy bọc trái giác ra đây, đăng căn đi giao chồng ơi. Lấy ra giùm coi. Tìm lại cuộc đời giả còn nha. Lấy bao nhiêu cho em biết ra cho em. Số điện thoại với địa chỉ nha, tìm lại cuộc đời. Một cây cân với lấy bọc qua sách rồi giờ em mua đó. Với lấy bọc trái giác ra. Bọc trái giác ở trong tủ lạnh á. Trong tủ mát á, lấy ra đằng. Dạ. Cái trái ở trong tủ đông á, ấy tủ lạnh á. Lấy bọc cái lấy cân đi. Hả? Bán hết đâu? Hết. Hết luôn hả? Bao nhiêu ký?
Lon Lê ơi, cá này là cá nâu nha chị. 1 kg 220 em làm sạch luôn. Tặng kèm với giá cá bao trứng luôn nha. Hà Thân Hưng 1 kg. Ok, cho em số điện thoại luôn nha anh. Ê, cho em địa chỉ nha anh, lộn à. Dạ tìm lại một cuộc đời 1 kg 4 con nha chị. Rồi lấy ra bọc ra. Nhanh nhanh tiếp em đi tối rồi. Một chút xíu ở đây. Cá này 1 kg 4 con. 220.000 một ký. Cá em làm sạch sẽ luôn, về chỉ cần chế biến thôi. Nãy chưa thấy nó đâu, cái con cá để vô này mà nó cấm đầu cá mà nó kê có mỏ nó vô vậy nè. Làm chết luôn không ai. Ta ngủ không được rồi, ta biết thế nào là cũng hối cho nên người ta dạy người ta làm rồi. Tìm lại cuộc đời có ăn cho em số điện thoại địa chỉ, em tắt like em giao liền nha. Tìm lại cuộc đời ở đâu vậy ạ? À? Ghi lại chưa? Chưa có ghi, lấy trong like ra đặng lấy luôn chứ sao. Có anh lấy giấy á. Anh lấy giấy với ghim ra cái nào nhiêu nhiêu anh ghi anh kèm vô bọc. Lấy giấy viết ra. Tìm lại cuộc đời ơi, anh ở đây ở đâu à, địa chỉ ở đâu à? Trụ sở sở khu phố 6. Trụ sở khu phố 6 sao ông chồng ơi? Hả? Rồi trụ sở khu phố 6 em giao một nửa ký em giao nha. Hai con nhiêu tính nhiêu nha, tìm lại cuộc đời. Số điện thoại luôn nha, tìm lại cuộc đời ơi. Rồi tìm lại cuộc đời cho em số điện thoại nha. Dạ sao chị Hà Hồ ơi? Chúa, em phải tắt like để mới biết đường chứ. Anh đâu nói gì đâu thì em cứ. Cá nhiều ký, cá này ký 220 em làm sạch luôn nha chị. Cá bao trứng bao tươi luôn. Tìm lại cuộc đời cho em số điện thoại với địa chỉ cụ thể đi rồi em giao liền nha. Tắt like là em đi giao đó nghe mấy chế. Cá nâu Cà Mau đi. Bao tươi luôn nha. Rồi em xong rồi đó nha cả nhà, em đi giao nha. Tìm lại cuộc đời cho em địa chỉ đi rồi em giao liền nha. Cho em số điện thoại nha. Chị Hà Hồ ơi, có lấy cá không? Lấy cá cho em điện thoại. Số điện thoại địa chỉ giao liền nha.
em tặng kèm trái giác luôn nha. Chưa tắt nhưng mà còn để. Nhắn vô Hoàng Quy ba con số điện thoại Hoàng Quy. Hoàng Quy ở đâu? Để số điện thoại thôi rồi em điện. Hoàng Quy. Quy hay là Quy? Quy. Rồi. Ba con 700 gram. Ba con